bỏ bột đi còn kịp. Trước khi đi, gọi thằng Toàn thằng Cảnh ra gặp tao. Các em nghỉ đi, hết giờ rồi. Sếp ơi, đối thoại không đóng phá gì kia. Ít rồi. Dạ dạ. Mày cứng đầu đấy. Bây giờ tao cho mày 5 giây để lựa chọn. Một là đưa tiền, hai là gọi cứu hỏa. Một, hai. Theo em, anh giao hẳn cái mảng vận tải xuất nhập khẩu cho thằng Hải, được giao trách nhiệm hẳn, tự khắc nó khá hơn. Bây giờ thì chưa được. Còn hơn là giao cho người ngoài. Anh xây dựng đế chế này trên 3 chân kiểng: khai mỏ, thương mại vận tải và bảo lãnh kinh doanh. Cả 3 lĩnh vực anh đều cho nó thử sức, nhưng trừ mỗi mảng thứ 3, còn là anh Toàn phải mang tiền nhà đi để sửa sai cho nó đấy. Ít nhất cũng được một cái. Bảo lãnh kinh doanh, cụ thể là... Cụ thể là đảm bảo cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ổn định kinh doanh, không bị các cái tổ chức giang hồ quấy phá gây rối. Đổi lại thì họ nộp tiền dịch vụ hàng tháng cho mình. Có thể là anh chưa tạo điều kiện đúng mức cho nó. Hồi còn đi học, nó thông minh lắm cơ mà. Anh không phủ nhận điều đó. Nhưng nó là một cái đứa mà cả thèm chóng chán, lại yếu đuối về mặt tình cảm. Xem ai nói kìa, bằng tuổi nó, anh cũng thế. Em từng phải kéo anh về, sau chuyện anh đã làm đấy thôi. Yếu đuối về mặt tình cảm. Em còn nhắc lại cái chuyện đấy thì làm gì? Gần 30 năm rồi. Vâng, gần 30 năm rồi. Nhưng em vẫn không quên. Anh đã lừa dối em, anh làm cho em đau khổ. Em chưa bao giờ quên. Bố, bố phải nhắc con bao nhiêu lần nữa, học cách gõ cửa đi. Cậu đi làm việc đi. Nếu có khó cái gì, gọi trực tiếp cho tôi. Vâng thưa sếp. Làm sao? Bọn Toàn Cảnh, tháng trước chúng nó đã dở trò, và ngày hôm nay còn không thu được một đồng nào của chúng nó cả. Xưa nay bọn Toàn Cảnh không phải là bọn ngang ngạnh chây ý. Chắc là nó khó khăn thật. Vô lý. Khu sinh thái của chúng nó vẫn còn hoạt động rất hiệu quả. Có thể ngày hôm nay chúng nó hơi ít khách, nhưng những ngày cuối tuần khách của nó lúc nào cũng đông nghịt. Cái khả năng thứ hai là có kẻ đứng đằng sau suối bẩy chống lưng cho nó. Không loại trừ có tác động của chính quyền. Vậy theo bố, giờ con phải làm gì? Chứ mấy thằng lính dưới quyền của con, chúng nó nóng mắt lắm rồi đấy. Nhưng con vẫn bảo chúng nó phải thật bình tĩnh. Cấm không được làm gì thì chưa có lệnh của bố. Con làm rất tốt. Bố có lời khen ngợi con. Anh Lương Bảo, tìm hiểu xem bọn đứng đằng sau là bọn nào. Bất cứ bọn nào cũng phải bắt nó tuân theo luật. Để cho nó nhờn, loạn. Lê Thành là một chuyên gia tâm lý.
đang phải đối mặt với chính những rắc rối trong gia đình mình. Bố mẹ anh có thể sẽ ly hôn. Lê Thành tình cờ đã giúp vợ Phan Hải chữa bệnh trầm cảm do chồng ngoại tình. Trong khi đó, chỉ vì ghen tuông tình ái, Phan Hải vừa gây ra một vụ giết người và vô tình để lộ những bằng chứng cho anh em Tuấn Tú biết. Ông chủ Phan Quân nhận ngay thấy những mối nguy hiểm mà con trai sẽ phải đối mặt. Mày có biết bây giờ mày đã nằm trong tay anh em nữa rồi không? Anh em Tuấn Tú bắt đầu tỏ thái độ phản ứng đối với người phán xử. Ngay lập tức, một kẻ giấu mặt đã đến tận nhà Tuấn Tú gây ra vụ nổ xe hơi. Tuấn Tú nhận thấy sự việc này mang tính giàn mặt và hé lộ những mâu thuẫn sẽ xảy ra trong thế giới ngầm.